Cho dù bạn làm gì, cho dù bạn là người như thế nào, thì bạn vẫn chính là bạn. Hãy thể hiện thương hiệu của bản thân mình qua chính cái tên và chữ ký của bạn. Chữ ký thể hiện thương hiệu của mỗi người. Chỉ cần soạn BB1 khoảng cách tên bạn gửi 6734. Chữ ký có đường nét đi lên, liền mạch, không đứt khúc, tượng trưng cho khởi đầu và kết thúc tốt đẹp, may mắn và thành công. Và bất ngờ hơn, chữ ký còn thể hiện công danh của chính bạn nữa đó. Có quá khó để có chữ ký cho công danh sáng lạng? Không hề khó. Bạn sẽ sở hữu ngay mẫu chữ ký công danh thật ấn tượng. Ví dụ, bạn tên Sang, soạn BB1 khoảng cách Sang gửi 6734. Chữ ký công danh song hành thành công. Alucin, cuộc sống đẹp xinh. Hãy thử tài nhại tiếng.